giờ mình sẽ làm một món bánh nữa có tên gọi là bánh muffin quả việt quất, rất là ngon các bạn nhé. Cũng là bánh muffin chuối quả việt quất rất là ngon. Các bạn dùng chuối này, hai quả chuối nhé. Sau đó mình sẽ dằm nát chuối ra. Mình sẽ dằm thật nát chuối ra các bạn nhé. Đấy. Sau khi mà mình dằm nát như thế này rồi, bây giờ các bạn sẽ cho từng các nguyên liệu một tiếp theo vào. Mình sẽ đập trứng cho vào. Đập một quả trứng gà này. Mình sẽ cho hai quả trứng gà vào nhé. Các bạn cho hai quả trứng gà vào. Và các bạn sẽ cho dầu ô liu hoặc là dầu dừa hoặc là dầu như các bạn có, hoặc là các bạn cho bơ cho vào nhé. Nhà em Ma cho dầu ô liu vào. Đấy, các bạn cho khoảng 60ml dầu ô liu vào. Mình sẽ khuấy đều cái hỗn hợp này một chút đi. Đấy. Rồi, như này. Và chúng ta sẽ cho mật ong vào để tạo cái vị ngọt của món bánh. Cho mật ong vào các bạn nhé. Nhà tớ thích ăn nó ngọt ngọt một chút nên tớ sẽ cho khá là nhiều mật ong hơn. Còn nếu các bạn không thích ăn ngọt thì các bạn cho vừa phải thôi. Nhưng tớ cho khoảng 3 tablespoon mật ong đấy, khoảng 50ml mật ong thôi, vì tớ cũng không cho quá nhiều ngọt. Bây giờ chúng ta từ từ chúng ta sẽ đổ bột yến mạch vào. 1 và 1 phần 2 cup bột yến mạch là khoảng 300g bột yến mạch các bạn cho vào đây. Như thế này. Và các bạn cũng làm tương tự như các công thức mà Emma hay làm mà các bạn đã quen lắm rồi. Bởi vì các bạn sẽ cho thêm đó là bột nở, baking powder. Tớ hay dùng baking powder để tớ làm bánh. Nên sẽ khoảng 1 teaspoon baking powder vào đây để cho bánh nó nở. Tớ thích bánh nó nở và nó xốp. Và tớ sẽ cho bột quế, bởi vì nhà tớ rất thích ăn bột quế. Tớ sẽ cho bột quế vào đây nhé. Nếu các bạn không có bột quế, các bạn không nhất thiết cho bột quế. Nhưng tớ thích ăn bột quế, tớ sẽ cho bột quế vào đây. Khoảng 1 phần 2 teaspoon. Cho hương vị vanilla vào đây, 1 phần 2 teaspoon nữa. Và chúng ta sẽ khuấy đều. Khuấy đều cái hỗn hợp này lại. Trộn bột này lại. Úi, cả nhà thấy chưa? Nó sẽ đặc dần, đặc dần, đặc dần. Ngon lắm. Rất là thơm, mùi chuối. Và đây là một trong những cái vị rất là ngon. Các bạn chỉ khó làm như thế này cho gia đình mình, cho các con ăn. Sẽ rất là tốt cho các con ăn nhé. Nó khá là đặc rồi đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ từ từ chúng sẽ cho quả việt quất vào. Đây, mình sẽ dùng khoảng 1 cup quả việt quất. Các bạn tùy, nếu không có quả việt quất thì các bạn có thể dùng bằng không cho việt quất cũng được. Nhưng mà có việt quất sẽ cho vào, hoặc là các bạn cho dùng dâu tây cũng được. Nhưng tôi cho quả việt quất này vào. Tôi cho khoảng 1 cup quả việt quất này vào đấy. Bởi vì nó sẽ rất là ngon. Ăn quả việt quất này nó có hàm lượng chất chống lão hóa cực kỳ tốt cho da. Và đây là những cái món ăn rất là tốt. Rồi, chúng ta sẽ cho vào khuôn muffin và chúng ta sẽ làm muffin thôi. Các bạn sẽ múc từng thìa một cho vào khuôn của bánh muffin như thế này. Nhà em Ma dùng cái loại muffin, khuôn muffin silicone loại mini, cho nên nó rất là tiện. Đấy. Đối với loại silicone này các bạn không cần phải dùng dầu. Các bạn múc lên này. Mình sẽ cho ra những cái khuôn nhỏ nhỏ xinh xinh như này các bạn nhé. Và bây giờ thì mình sẽ cho vào lò nướng. Còn một chút nữa thì em ăn cho nốt vào đây. Vì còn mỗi một chút xíu nữa thôi. Đây, mình sẽ cho ra khay như thế này. Và trước khi các bạn bỏ lò nướng, nếu như các bạn còn một chút quả việt quất nữa, các bạn cho lên trên quả việt quất như này trang trí. Để khi mà mình nướng thì nó cái việt quất nó nở ra nhìn ngon lắm. Juicy ra, nhìn cái bánh của mình nó rất là hấp dẫn. Các bạn cho như này nhé. Rồi, mình nướng ở nhiệt độ là 350 độ F. 350 độ F trong khoảng thời gian là 15 cho đến 20 phút. Các bạn cho bánh ra nhé. Ngon chưa? Oh my god. Wow, bánh muffin yến mạch
quả việt quất cũng đã xong rồi các bạn ơi, trong khoảng thời gian từ 15 đến 20 phút. Bởi vì cái lò nướng nhà tớ nó chậm hơn, nhưng tớ nướng khoảng 20 phút đấy. Vì cái món này đối với từng loại lò nướng thì các bạn nhớ kiểm tra khoảng 15 phút các bạn kiểm tra nhé. Nhưng lò nhà Emma là khoảng 20 phút đấy. Đấy, các bạn nhé, kiểm tra nhất ra là được rồi. Vậy là mình đã có xong một món bánh muffin nữa. Wow, ngon lắm cơ. Bánh để nguội rồi các bạn ăn cho đỡ nóng nhé. Đấy, mời cả nhà. Siêu ngon chưa? Bánh rất là ngon luôn. Tuyệt vời. Thì vậy là mình đã làm xong một món bánh yến mạch nữa bằng quả việt quất rất là ngon, tốt cho sức khỏe. Thì sau video ngày hôm nay, em đã chúc quý vị và các bạn làm thật nhiều món bánh ngon nữa nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại trong những video lần tới. Mọi người đừng quên ấn nút subscribe để nhận được những video tiếp theo từ Emma Phạm Kitchen nhé. Xin chào, bye bye cả nhà.